Thưa các bạn, tiếp theo cái cây kiển độc lạ là cái video clip thứ hai của kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Đó, thì mình muốn giới thiệu cho bạn là cái cây lan tim đột biến cẩm thạch độc lạ nha các bạn. Hàng rất là ít. Cây này mình giá nhiều quá này. Thưa bạn, giá này mình đang bán vừa bán vừa quảng cáo luôn. Nói chung là 60x nha các bạn. Hàng không có nhiều. Các bạn mua vui lòng inbox cho Hùng Thi ngay nha. Hello các bạn. Đây là một cái giống mới. Rất là đẹp, rất dễ thương. Hàng này chúng ta để trên bàn chân này rất đẹp. Đây là cây đế kim cương nha các bạn. Đế kim cương. Hàng này mình giao cho các bạn là từ 140k đến 150. Hàng này không nhiều. Các bạn đếm động tay luôn. Hàng bạn nào muốn chơi hàng độc lạ, điện cho Hùng Thi ngay. Qua hotline là 0918 708 995. Đây là mình giá sỉ các bạn mua ít nữa là nó phải tính thêm giá lẻ. Các bạn mua có một cây mình xếp thì cái giá nó phải có trên lợi chút đỉnh nha các tình yêu. Thưa các bạn, nãy giờ mình quay cũng khá nhiều à. Đa số là mặt trong cái giường của thầy của mình, đa số là hàng độc lạ, các bạn không có nhiều. Bán những người có duyên thôi. Và đây cũng là một cái cây trầu, gọi là cây trầu duyên nha các bạn. Hàng này không nhiều. Nếu bạn mua, Hùng Thi để cho bạn 350 ngàn. Chỉ có vài cây thôi, không có nhiều. Các bạn nhanh chân thì còn nha. Nha các bạn, hãy ủng hộ Hùng Thi cái kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Và nhớ bấm vào đăng ký subscribe cho mình. Bấm vào cái chuông thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy được cái video clip mới nhất của Hùng Thi. Và nhớ số điện thoại của mình là 0918 708 995 nha các bạn tình yêu. Hello các bạn, một cái giống mà cũng hơi bị sốc chút xíu, là hàng không có nhiều, để hàng độc lạ. Ai thích chơi hàng độc lạ thì liên hệ với Hùng Thi. Dương sĩ lá xẻ. Hàng giống mới nha các bạn. Hàng này mình bán 350 ngàn cây, không có nhiều. Chỉ dành cho những ai thích chơi những hàng độc lạ thôi. 350 ngàn nha, dành cho chúng ta. Và hãy liên hệ với Hùng Thi ngay. Và các bạn mua ít hơn 1-2 cây thì sẽ có giá khác nha các bạn. Bởi vì mình phải đóng thùng nữa và công nữa. Thì này là giá các bạn tới đây mua nha bạn. Giá này mình tới đây mua. Còn cái giá ship lẻ thì có thể chênh lệch vài chục ngàn để mình cho đội ngũ anh em đóng gói cho các bạn nha. Cây này là cây rất là đẹp, dương sĩ lá xẻ nha các bạn. Ha các bạn ơi, bây giờ kênh là độc lạ Hùng Thi rồi chơi hàng độc không à. Đây là cây tóc thần nha các bạn. Tóc thần lá lớn. Đấy. Trong vườn mình nó có hai size loại 150 và loại 200 ngàn nha các bạn. Các bạn thích size nhỏ thì là 150, size lớn là 200 ngàn. Liên hệ cho Hùng Thi ngay. Hotline 0918 708 965. Các bạn nhớ nha, nhớ đăng ký kênh của mình và nhớ subscribe, bấm cái chuông thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy những clip. Ngày nào mình cũng ra nhiều clip đó, các bạn bấm đăng nặng sẽ là thấy được cái clip mới nhất nha các bạn. Các bạn ơi, mình đang tóc các bạn ơi. Tóc thì tóc tới luôn à. Tóc thần lá nhuyễn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, hàng này mình giao rẻ thôi. 90k. Cho các bạn mua tại đây nha các bạn. Các bạn thấy không? Trời ơi. Thứ gì chịu nổi ông ơi. Ông mua về ông cây ông để vô cái chậu trắng, để anh bàn nó trò hôi nhức nách nha. Này nè. Ôi. Các bạn thấy chưa? Tóc thần nha, liên hệ Hùng Thi ngay. Rồi, tóc thần lá nhuyễn nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, nãy giờ mình tóc, mình chơi tóc luôn các bạn. Đây là một cái dạng dương sĩ. Nó có tên là dương sĩ tóc thần. Mà là tóc thần treo. Bạn thấy không? Đó. Mình giao cho bạn rẻ thôi, 140k. Liên hệ với Hùng Thi ngay, nhanh chân thì còn nha các bạn. Kênh độc lạ Hùng Thi, ớn chưa? Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh mình và nhớ điện thoại cho mình ngay. Nếu mua điện mình ngay, cho địa chỉ chuyển tiền có hàng cho bạn ngay. Hello các bạn, giờ mình đổi không khí tí xíu nha. Đây là cây môn thái. Thưa các bạn, cây này là cây môn thái bán rẻ bạn thôi. Mấy bạn ghé tại đây á, thì mình tính lấy nhiều, mình tính là 60x nha. Còn các bạn mua mà mua để lẻ một vài cây, mình tính 80-90 ngàn á, để mình ship cho nó dễ nha các bạn. Môn thái đẹp các bạn ơi, quá đẹp luôn. Bạn ơi, mấy bạn ơi, giống mới mấy bạn ơi. Mấy bạn có Hùng Thi đâu rồi. Dương thị giống mới của Thái mấy bạn ơi. Hàng không có nhiều. Mình bán bạn nha. Mấy bạn lấy nhiều nhiều á. Mà cũng không có nhiều đâu. Vài chục cây thì mình tính mấy bạn.
là khoảng 100k nha các bạn. Rồi có lấy 1-2 cây thêm 1-20 ngàn để mình đóng thùng nha các bạn nha. Dương Sử Thái giống mới nha các bạn. Hàng không nhiều nha các tình yêu ơi. Liên hệ Hùng Thi ngay. Quá trời đẹp các bạn yêu dấu ơi. Rồi nó xỉu luôn rồi. Bạn đi Hùng Thi ngay nha. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Thứ chịu nổi luôn. Ai muốn hàng độc lạ liên hệ Hùng Thi ngay nha. Và nhớ theo dõi cái kênh này và bấm đăng ký để chúng ta sẽ là người đầu tiên có những cái mặt hàng độc lạ đem về bán cũng như là chơi ở nhà nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn một cái giống mới mà các bạn hồi xưa các bạn thấy trúc nhật vàng, hoàng kim phải không? Rồi trúc nhật xanh bình thường phải không? Giờ chơi cái trúc nhật nó đột biến ra màu trắng, cẩm thạch mới ghê. Đó, hàng này giao bạn 80k thôi, không có nhiều nha các bạn. Nhanh tay lẹ chân giùm em nha, nhớ chia sẻ giùm em nha. Không có nhiều nha các anh yêu, không có nhiều nha, hàng này hàng hiếm nha. Bị nó đột biến mà đâu có nhiều được. Nè các bạn, nãy các bạn thấy mà cái trúc mà đột biến màu trắng đó, thì thật ra cái này nó màu vàng. Này có lâu rồi. Hàng này mình giao các bạn là 30 ngàn các bạn. Hàng kia nó hơi mắc chút xíu bị đột biến á, mấy bạn thấy cái gì mà đột biến là nó mắc ha. Ha, rồi. Hàng này mình có nhiều, bao xô các bạn luôn. Nói chung là bây giờ đột biến các bạn ơi. Hồi nãy mình giới thiệu đầu tiên các bạn là cái màu trắng cẩm thạch bình thường đúng không? Trúc. Rồi tới màu hoàng kim. Còn đây là trúc đột biến kim cương. Bạn thấy không? Nó sốc vậy đó. Hàng này không có nhiều. Tại thật ra ở đây mình là gia đình của mình đó, là thầy của mình á, lai tạo ra những cái giống mới để anh bán chỉ là vui vì sự đam mê các bạn. Đây là trúc kim cương à, đột biến màu trắng kim cương, các bạn mua inbox dùng thi ngay. Cây này mình bán là 80k các bạn, 80k không có nhiều các bạn thấy không, cẩn chảnh cho các bạn coi nào, rất là đẹp luôn. Hôm nay mình ôn bài cũ nha các bạn, bây giờ các bạn hỏi mua cái hồng ngân hoài, hôm nay ôn bài lại cho nhớ nha. Hồng ngân giá 80k, nhớ chưa, hồng ngân nha. Rồi liên hệ Hùng Thi ngay, hồng ngân không có nhiều, tại vì nay mình đi mình gặp nó mình quay lại luôn, chứ mình một bữa mình cũng có giao cho các tình yêu đúng không. Rồi, ê chơi hàng độc lạ gấm da beo. Hàng này không có nhiều các tình yêu. Thôi các bạn, hàng này mình giao các bạn không có nhiều, 100k không có nhiều nha các bạn. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha các tình yêu. Thưa các bạn, mình đang beo thì mình chơi beo tiếp tục nha các bạn. Đây là cây cũng họ dứa da beo. Mà cái này có hoa mới ghê chứ. Cây này mình giao các bạn giá mềm xèo như cái bánh xèo luôn. 60 ngàn đồng. Rồi các bạn nha, ok Hùng Thi nha. Mình đang beo thì mình chơi beo luôn đó nha các bạn nha. Rồi cây này là dứa da beo. Đây dứa da beo đây, hàng nóng hổi không có nhiều nha các bạn. Ai nhanh tay thì còn. Và nhớ đăng ký kênh của Hùng Thi qua kiển Hùng Thi Vlog. Subscribe, bấm vào cái chuông nha các tình yêu. Và nhớ chia sẻ giùm mình. Mỗi ngày mình sẽ đưa lên những cái cây độc lạ và giá sốc cho các tình yêu luôn. Nói chung á mấy bạn biết, cái đặc biệt cái video lép này là hàng độc lạ nha các bạn. Lữ Hổ Thái. Hàng không có nhiều các bạn. 300 ngàn cây, còn mấy cây à, ai nhanh tay còn, chậm tay hết mà không bán nhiều đâu, bán phải chừa là 1-2 cây làm giống nha các tình yêu. Lữ Hổ Thái lá gì bịch nè, lá này lấy ra quýnh chết liền. Nha các bạn, hàng độc lạ nha, 300k. Thưa các bạn, đến với Hùng Thi là đến với những cây độc lạ. Đấy, và tiếp tục là đây là cây hạnh phúc đột biến nha các bạn. Mình chơi hàng đột biến mới giữ. Hàng này mình không có nhiều. Hàng này không có nhiều nha các tình yêu. 400 ngàn đồng một cây. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Điện cho Hùng Thi ngay với hotline là 0918708965 nha các tình yêu. Và hãy nhớ luôn đăng ký kênh của Hùng Thi qua kiển Vlog. Qua kiển Hùng Thi Vlog. Thì các bạn, những ai thích đồ độc lạ thì phải đăng ký kênh của Hùng Thi nha. Mình sẽ đưa lên nhiều cái độc lạ cho bạn coi. Everyday, mỗi ngày. Hello, hello các tình yêu. Cây đuôi công thái. Hàng không có nhiều. Nha, thầy mình gây tại giường. Mấy bạn mua lẻ 100k các bạn. 100k. Đuôi công thái rất là đẹp các bạn thấy không? Ai muốn chơi hàng độc lạ liên hệ với Hùng Thi ngay. Quá đẹp nha các tình yêu. Rồi đây là cũng đuôi công thái mà cái dạng nhỏ hả thầy? Bạc. Giá nó cũng bằng hả thầy ha? Để các bạn, đây là nó cũng giá bằng nhau nhưng mà cái giống này là đuôi công thái lá bạc. Ớn ăn không? Quá đẹp các bạn ơi.
Mình là dân trong nghề đó, mà mình nhìn mình còn thấy khoái đó, không biết mấy bạn làm sao nha. Liên hệ với Hùng Thi ngay. Đến với Hùng Thi là đến những cây độc lạ. Ai yêu thích cây văn phòng, cây nội thất độc lạ, liên hệ với Hùng Thi. Và đăng ký kênh YouTube của Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Đây là cây trầu bà cánh én nha các bạn, rất là đẹp luôn. Hàng không có nhiều. Mà nói thiệt các bạn hả, mình hôm nay á, là mình thật ra những cây của gia đình thầy mình đã đang gầy. Mình nói là bây giờ thôi, quay phim đi, ai thích chia lại cho người ta một ít. Cây này đó mình sẽ giao cho các bạn là giá nó là, thưa các bạn, loại nhỏ như gì là mình sẽ để cho bạn 250.000. Còn loại lớn hơn, nó cao hơn chút xíu sẽ là 350.000, mà hàng không có nhiều các bạn. Hàng này chỉ chia cho bạn chơi thôi. Chứ bạn mua vài trăm chậu là mình bó tay chấm cơm các bạn nha. Đây các bạn, cánh nén không có nhiều các bạn ơi. Đếm trên đầu ngón chân nè các bạn ơi. Bự nhỏ các bạn thấy không? Đếm trên đầu ngón chân thôi. Nhanh tay thì còn nha các tình yêu. Thôi các bạn, thêm một nhóm cây lạ nữa. Đây là họ trầu lá xẻ nha các bạn. Nhưng mà tên khoa học nó là mai ôi. Hàng này không có nhiều nha các tình yêu. Hàng này bán lẻ các bạn 300k đó. Mà không có nhiều các bạn, chia 1-2 cây thôi. Nhiều nữa Hùng cũng không chia được nữa. Thì thầy mình đang gầy, không có chia được nhiều nha. Các bạn thông cảm nha. Ai thích hàng độc lạ thì mình chia lại cho một vài cây nha các bạn ơi. Quay cho bạn coi nè, có đâu chừng chục cây hả, mà cây lớn không bán nha, bán mấy cây nãy cây này nè nha. Nhớ chưa? Rồi, nhớ inbox Hùng Thi ngay nha. Đó thì các bạn, khi mà muốn đến đây coi vườn trực tiếp, bị vườn là vườn của thầy của mình, thì mình sẵn sàng dẫn tới vườn của thầy mình coi đàng hoàng. Đó, các bạn thấy không? Hàng độc lạ mà thầy mình là đam mê, mình cũng đam mê luôn. Còn ai thích chơi lẻ, mình ship tới nhà cho. Nha các tình yêu. Hello mọi người ơi, mọi người. Thì Hùng Thi tiếp tục giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới, đó là cây chân rít Thái. Đây các bạn thấy màu xanh không? Đấy, nhưng mà thầy mình đã lai tạo được cây màu trắng mới ghê chứ. Ừ, thấy ớn không? Rất là đẹp mà hàng không có nhiều cho các tình yêu. Giá mình bán cho bạn là 90k. À, mà mấy bạn mua gì? Mấy bạn mà mua 1-2 cây là khác rồi nha. Hàng không có nhiều nha các bạn, nhanh tay thì còn nha các bạn ơi. Ai muốn chơi hàng độc lạ liên hệ với Hùng Thi ngay, hotline 0918708965. Nhớ đăng ký kênh của mình nha. Thêm cho các bạn một cái cây giống mới nữa mà gia đình của thầy mình mới lai tạo ra. Môn Thái màu tím. Hàng không có nhiều. Chỉ phục vụ cho bạn nào thích hàng độc lạ thôi. 200.000 một cây các bạn. Nha, nhớ nha, 200.000 một cây. Không có nhiều. Môn Thái tím. Các bạn thích chơi độc lạ thì liên hệ với Hùng Thi ngay. Hotline là 0918708965. Đó cũng là số Zalo của Hùng Thi. Và nhớ đăng ký kênh của mình, Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Ôi các bạn ơi, mình qua tới trên trời các bạn ơi. Trên trời là cây mình chơi trên không khí nha các bạn. Cây này tên là Thanh Long. Đấy, bạn thấy một tượng nó được hai đọt không? 250.000. Các bạn liên hệ Hùng Thi ngay, hàng không có nhiều nha, hàng hiếm nha. Không có nhiều cây Thanh Long, không khí Thanh Long. Đó, 250k các bạn, liên hệ Hùng Thi ngay. Mình đang không khí thì mình chơi không khí các bạn. Mấy bạn thấy cái tai của mình không? Đó, cái tai mình là gọi là cây không khí treo. Có bông, hàng này có bông nha. Cái tên gì em quên tiêu rồi. Các bạn, đây nó có bông rất là đẹp. Thì cái loại này mình bán 150. Bán chùm các bạn. Trong tay mình là, trong cái tay mình là 150 nha. Còn cái chùm này nhỏ hơn các bạn thấy không? Chùm nhỏ hơn mình bán với bạn 100.000. Đó, bạn mua inbox Hùng Thi ngay. Đeo về các bạn chỉ cần treo lên thôi. Lấy cọng dây gân treo toàn ten là nó sống à. Vậy nó ăn tiền cái chỗ là tẩy tên cây không khí mà. Nghe không các bạn? Nhớ nghe đây này, mình không có nhiều, có không ở đây. Toàn ten mấy bạn mua về các bạn treo trước ha, cửa sổ toàn ten rồi chơi. Nha, cây không khí. Các bạn ơi, không khí mà nói chung là tên của mình nhiều khi mình còn quên nữa. Đây là cái họ này là không khí mà mình được lai tạo các bạn rất là nhiều. Giống lai nó lai các bạn. À, các bạn thấy không? Cây lớn này mình bán 600k nha, không có nhiều, có mấy cây à. Các bạn thấy không? Cây trước mặt mình nè, 600. Còn cái cây màu trắng này bạn thấy không? Đây. Cây này mình bán 400 nha, hàng không nhiều các bạn. Inbox nhanh tay thì còn, chậm chân thì cũng còn nha. Nhưng có mấy cây thôi nha các bạn nha. Hello các bạn, bây giờ mình tiếp tục cho các bạn mặt hàng là dứa Nam Mỹ đột biến nha. Ở đây giờ Hùng Thi chơi đột biến không à. Mình không chơi thường nữa, mình chơi đột biến. Các bạn có coi phim X-Men không? Đột biến mới ghê, gọi là người đột biến đó. Thì cái loại lớn á,
Đây các bạn ơi, loại lớn nè, loại lớn trước mặt các bạn nè, 180.000 nha các bạn. Còn loại chút xíu đây nè, 150 các bạn, hai giá không, 150 trong 8 nha. Bán thì các bạn, còn các bạn lấy 1-2 cây á, là mình phải tính thêm vài chục ngàn đóng cái thùng cho các bạn đó. Này bán vui với các bạn thôi nha các bạn nha. Ai muốn chơi đồ độc lạ hãy liên hệ với Hùng Thi, hotline là 0918 708 965. Quá đẹp các bạn ơi.